Muôn kiểu động phòng trong hơi men của các cặp đôi phim Việt, Nguyễn Lưu một phát ăn ngay. Đi nhà nghỉ ngủ. Ôi giời ơi. Đi nhà nghỉ với anh Lưu. Thư Vũ về nhà đi con ký hợp đồng hôn nhân. Nhìn cái mặt đần độn của anh là biết anh đếch hiểu gì rồi. Phân đoạn ăn cơm trước kèm của hai nhân vật chính Luyến và Lưu nhận được rất nhiều phản hồi, tương tác của khán giả vì quá đáng yêu. Vậy là sau bao ngày chờ đợi, anh Lưu Nát cũng ăn được thịt lươn. Họ đã cùng nhau tạo nên một màn động phong vừa độc đáo lại vừa hài hước. Cụ thể là sau bữa nhậu quắc cần câu, Luyến không muốn về nhà mà đòi đi nhà nghỉ bởi không muốn gặp bố mẹ. Lúc này Luyến đã lướt khướt, Lưu cũng ngà ngà hơi men. Vì đã tình trạng ý thiếp từ lâu rồi nhưng Lưu vẫn phải rút điện thoại ra quay lại cảnh Luyến chủ động để không bị lươn, có bằng chứng phòng khi bị đổ oan. Sau khi đã quay được câu nói muốn đi nhà nghỉ cùng anh Lưu Nát, hai người thẳng tiến và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Hài nhất là cảnh sau một đêm say, Lưu đổi cách xưng hô ngọt ngào hơn hẳn, còn Luyến ngượng ngùng nói về chuyện hai người qua đêm với nhau và muốn coi như không có gì. Lưu liền cho Luyến xem lại clip đã quay lại, Luyến rất xấu hổ vì chính cô là người dù đi nhà nghỉ. Luyến xem clip càng thêm ngại, vội xóa đi, cô coi như đây chỉ là sự cố, Lưu không phải chịu trách nhiệm. Luyến vội vã bỏ về trước tự trách mình vì đã say xỉn để mất kiểm soát. Thế nhưng, cô cũng có chút ưng cái bụng rồi. Đúng là sau khi có tí men tình ái, cả hai yêu đời hơn hẳn. Buổi tối hôm đấy đã đưa cuộc đời Lưu và Luyến sang một trang mới. Kết phim họ đã có một đám cưới không thể viên mãn hơn. Màn ăn cơm trước kẻ ấn tượng nhất phải kể tới cặp đôi Oan Gia Ngõ Hẹp Thư và Vũ trong phim Về Nhà Đi Con. Cả hai cũng động phòng trong khi đã ngà ngà hơi men và đàn gái lại là người chủ động. Trước khi động phòng, cặp đôi này từng thả thính nhau từ trước nhưng vì vài chuyện hiểu lầm nên quay ra trả đũa nhau qua lại. Trong một lần Thư uống nhiều vì chán nản chuyện làm ăn thua lỗ, Vũ đã có mặt kịp thời và đưa Thư vào nhà nghỉ để tâm sự. Kết quả là sáng hôm sau thì gạo đã nấu thành cơm, mà đó lại còn là lần đầu của Thư. Thư vội vàng bỏ chạy và nhất quyết không cần Vũ phải chịu trách nhiệm, nhưng duyên số quyết buộc họ lại với nhau khi cô nàng dính bầu. Trước sức ép của gia đình, cả hai chính thức thành vợ chồng, ký hợp đồng hôn nhân. Vũ cũng có thói trăng hoa nên cuộc hôn nhân không thể êm ấm. Sau này họ có tình cảm thật với nhau và đã chung sống hạnh phúc. Cũng nhờ buổi tối tâm sự đó, Huy và Thi của Hương Vị Tình Thân cũng rơi vào cảnh tương tự như Thư và Vũ. Phân cảnh đó là khi Thi đang gặp chuyện buồn, Thi đã tới quán của Huy để làm vài chai và tâm sự. Rồi đêm hôm ấy, Thi chủ động hôn Huy. Trong cơn ngà ngà, Thi mất kiểm soát và Huy cũng chủ động trao yêu thương cho crush của mình. Đến hôm sau, Thi thức dậy trong phòng làm việc của Huy rồi được anh chàng đưa về nhà. Họ đã chính thức bắt đầu một chuyện tình chị em từ đó. Đấy cũng là đêm đánh dấu mối quan hệ của họ tiến thêm một bậc mới. Nhiều khán giả dự đoán đó chính là nguồn cơn của cái thai trong bụng Thi. Điều mà đạo diễn đã bỏ ngỏ ở phần 1 khiến người xem cứ thắc mắc mãi. Cũng chính nhờ đêm ấy mà cặp đôi này mới đi tới hôn nhân. Trên đây là các cặp đôi nên duyên nhờ hơi men. Bạn còn ấn tượng với cặp đôi nào tương tự như vậy nữa? Để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!